Cô ơi, món này bao nhiêu tiền ạ? Dạ, váy này 600 nghìn anh ạ. Thôi, tôi không đủ tiền rồi, để khi khác ạ. Chị đứng lại đã. Bây giờ cô có dám chơi với con một trò chơi không ạ? Nếu mà con thua ấy, thì con sẽ mua hết cả đồ của cửa hàng này luôn. Còn nếu mà con thắng ý, thì cô phải tặng các chú ấy bộ đồ kia. Nghe cũng thú vị đấy. Dạ thôi ạ, chị và cháu khéo đùa. Thế bây giờ cô có tin là con sẽ đoán được tuổi và size giày của cô không? Chỉ bằng một phép tính thôi đấy. Không thể nào. Thế bây giờ thì cô lấy máy tính ra đi. Bây giờ cô lấy size giày của cô, rồi cô nhân với 5, rồi cộng thêm 50, với cả là nhân với 20 nữa, rồi lại cộng thêm 1022, rồi trừ đi 5 sinh của cô. Rồi, có kết quả như thế nào nữa? Thế thì, vậy là cô 26 tuổi, và size giày của cô là 36. Ừ nhở, ảo ma Canada thật đấy. Sao lại như thế được? Tất nhiên rồi, bởi vì cháu là thần đồng cơ mà. Mà cô còn nhớ mà cái lời lúc nãy cháu nói với cô gì không? Có. Tặng anh một phần quà của 137 Kids. Chắc là con gái anh mặc lên thì rất là xinh đấy ạ. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cháu ạ. Chắc con gái tôi thích lắm. Thôi, tôi về tặng cháu nhé. Chắc cháu vui không ngủ được luôn đấy ạ. Thôi, tôi không đủ tiền rồi, để khi khác ạ. Cô ơi cô, bộ quần áo này bao nhiêu tiền hả cô? Dạ, bộ này 900 nghìn ạ. Thế thì tôi không đủ tiền mua rồi. Bác đứng lại đã. Cô ơi cô, bây giờ cô có dám chơi với cháu một trò chơi không? Nếu như cháu đoán được tuổi của cô, thì cô phải tặng bộ quần áo cho bác đấy. Nếu không thì sao? Nếu không thì cháu sẽ bảo bố cháu mua hết tất cả quần áo của 4 cơ sở luôn nhá. Ngầu đấy. Được, chơi thì chơi. Bây giờ cháu sẽ đoán tuổi của cô chỉ với một phép tính. Sao lại có thể vậy? Nhưng mà cháu làm được đấy ạ. Máy tính đây rồi. Bây giờ từ 1 đến 10, cô đã chọn ra một số yêu thích của cô. Sau đó cô nhân với 2, cộng với 5, rồi lại nhân với 50. Nếu đã qua sinh nhật của cô thì cô lấy số ấy cộng với 1771. Còn nếu mà chưa qua thì cô lấy số đó cộng với 1772, rồi trừ đi năm sinh của cô. Kết quả đây. Số 9 này chính là số cô đã chọn. Còn hai số đằng sau thì là tuổi của cô 26 tuổi. Ảo ma Canada thật đấy. Sao lại tính ra như vậy được nhỉ? Thì cháu là thần đồng mà, chuyện gì cháu cũng có thể làm được. Vậy là tôi được tặng bộ quần áo này có đúng không? Không ạ. Tôi xem trên tốt tốt, thấy bảo là được tặng bộ quần áo này cơ mà. Thì bác có nghe giống như chú kia đâu ạ. Cháu vừa thấy bác bước xuống từ siêu xe gần hơn chục tỷ ạ. Thì bác hay xem cái top top mà chủ tịch giả nghèo và cái kết. Cho nên bác thử ấy mà. Đúng là xem top top ít thôi. Shop của cháu toàn đồ đẹp như thế này, kiểu gì MV cũng thích. Hôm nay dì cứ chọn đi, nếu dì thích bộ nào cháu sẽ tặng cho em. Dì cảm ơn cháu nhiều nhá. Nhưng mà nhắc đến nó dì lại thấy bực mình ý. Dạo này nó lười học lắm, chỉ thần với giả tượng ý. Mà nó thần tượng cái đứa nào mà vừa là diễn viên vừa là siêu sao nhí ý. Dì đang nhắc đến Moon đúng không? Cô bé siêu sao nhí đang nổi tiếng khắp cả nước. Ôi giời ơi, sướng ca vô loài, chứ có gì đâu mà thần với giả tượng. Cháu là ai? Cháu bị paparazzi săn ảnh ạ. Đi chơi một tíu không nhỉ? Cháu là Môn à? Siêu sao nhí số 1 Việt Nam. Con nhà cô nó thần tượng cháu lắm đấy. Cháu chụp cái bộ kiểu ảnh nhá. Ở ngoài nhìn cháu xinh hơn ở trong ảnh đấy. Mà ở ngoài nhìn cháu xinh hơn ở trong ảnh đấy. Chụp xong chưa hả cháu? Sao lâu thế?